Tuổi rồi. Thì lúc đó em lì lắm chị, có nghĩa là em suy nghĩ trong bản thân mình là em thương ổng. Cái thương mà không thể nào mà gọi là bỏ ổng mới là nhưng mà ngắn thôi. Nó làm gì mà em thương nó dữ vậy trời. Nói chung đến bây giờ em cũng không lý giải được. Không lý giải được. Em bị trúng cái gì của nó rồi chứ. Ngại. Trúng ngại hả? Ngại chê. Em muốn biết anh ở đâu như thế nào, rồi sau đó là em tìm tới cái nơi anh sống để coi xung quanh là môi trường sống của anh ra sao như thế nào, rồi em sẽ đưa ra cái quyết định luôn. Thì khi đó em mới biết là nó xạo. Cái người bạn thân đó cũng nói là nó làm gì có vợ có con, trời ơi nó còn ham chơi, nó còn đi phim tùm lum hết, không có chịu sự ràng buộc gì đâu. Lúc đó mừng hay là dạ, mừng hẳn hay là giận hay là gì? Em mừng lắm mà em đến mức độ em kêu được rồi, em sẽ chinh phục đến mức là anh phải cưới em cho bằng được chứ không thể nào anh bỏ em được. Coi xuống không có lời nói đầu tiên bị quen sân khấu. Dạ em xin phép chào chị Vân, chào Quốc Thuận, chào tất cả quý khán giả có mặt trong chương trình Nghệ Đồng Son ngày hôm nay ạ. Em tên là Thanh Tân và tên đầy đủ của em là Phan Thanh Tân, em còn có nickname là A Chề, Tân Chề, muốn kiểu gì chề cũng được. Dạ. Hôm nay nhiêu tuổi Tân? Dạ, em hôm nay 31 rồi. Dạ. 31. Dạ. Thôi, thật ra là anh em biết nhau rất nhiều. Dạ. Nhưng thật sự anh ở đây là anh cũng chia sẻ với Tân luôn, anh chưa hề biết cái tình yêu của hai đứa bắt đầu như thế nào. Và anh không hiểu tại sao em lại quen với một hot girl như Nguyên. Trời ơi, em quái lắm anh. Cũng cái tháng năm này. Cách đây tôi muốn chề đi. Nói đi. Cách đây 6 năm tại Cao Lãnh Đồng Tháp. Chúng em vô tình gặp nhau và quay phim chung. Nhưng mà vậy là ấn tượng đầu tiên khi mà em vừa chợt thấy vợ em như thế nào, em nói đi. Ghét liền. Sao ghét? Em hồi xưa là em cũng là diễn viên của sân khấu Nụ Cười Mới. Dạ thì thời điểm đó là sân khấu Nụ Cười Mới là cũng diễn cũng rất nhiều vở hay này nọ. Thì vợ em là lúc đó cũng là mới sinh viên trong trường đó, thì gặp em hay nói là trời ơi diễn viên Nụ Cười Mới tới, còn bây giờ kiểu giống như là bỏ em mới vậy thôi. Còn em sao cưng, em nói đi Nguyên. Em cũng đâu có thích gì đâu chị. Tại vì cái kiểu như ảnh là tỏ vẻ ta đây á, kiểu như ta diễn viên nhiều người biết lắm. Chỉ có như tụi em là diễn viên mới ra trường, bắt đầu mới đi phim là chỉ biết một vài người thôi, còn ảnh là từ trên như biết hết. Tại vì em á thì em đóng phim từ năm 2004 thì đa số là như anh quay phim hay này nọ em biết hết. Ví dụ bạn khỏe không, bạn này kia là ơi khỏe anh bảy anh ba khỏe không, em chào bình thường đúng không chị? Đâu có liên quan gì đâu thì em chào anh bảy anh ba này kia nọ. Nhưng mà thể hiện lắm chị. Em thể hiện nào đâu đúng không? Ở với anh Bin. Thôi khỏe không anh Bin. Bữa giờ có quay phim gì không? Bữa giờ có quay phim mới nào không chị? Chị thôi đó. Mà em đâu có biết đâu, thành làm sao em nói chuyện được? Nhưng mà bản thân em là không biết ảnh đi phim từ lúc nào. Thấy ồn ào quá, thấy ghét. Đúng rồi. Đúng không? Đúng tại rồi, luôn subo lắm. Nhưng mà em có để ý tới cái bờ môi chè của dạ không? Em chỉ ghét cái tính thôi à. Anh Minh biết tính em rồi đúng không? Em lúc nào cũng vui vẻ quá, thân thiện lắm. Đúng không? Em lúc nào cũng chào hỏi người ta đàng hoàng. Bây giờ cả hai bạn không ưa tại sao lại thích nhau? Quay một khoảng thời gian thì em bệnh. Off hôm đó cái ảnh lên đoàn, ảnh mới hỏi mọi người là em đâu. Không thấy, tại vì mỗi ngày mà hai đứa không cự nhau là không chịu được. Rồi anh hỏi em sao? Em chỉ nghe kể lại là ảnh quay giờ sớm để anh mua thuốc, ảnh mua cháo, ảnh tới tận phòng em để mà gõ cửa. Mà cái cách mà đưa thuốc, đưa quan tâm mình kỳ lắm. Em có chồng không? Có. Thuốc nè, cháo nè, ừ vậy đi. Rồi cái bỏ đi, tê. Em không biết là ủa tại sao tự nhiên anh lại mua thuốc mua cháo cho em mình. Là biết em bệnh như vậy. Rồi giờ hỏi nó lý do. Em nói đi. Có phải là tạo nét không? Không, không phải. Phải không, cái này nó thiệt. Em thấy cũng thấy tội nghiệp. Tự nhiên hỏi đâu rồi, bệnh ở nhà mà ở khách sạn đâu có ai đâu mà lo lắng gì nọ. Cái em cũng tự nhiên đi về đó, tự nhiên thấy cái nhà thuốc mình nhớ rồi ghé mua thuốc. Còn cái vấn đề mà đưa thuốc thì em có chồng không, anh đưa thuốc đưa cháu này hoang mang đi, không lẽ giờ đứng em ơi vô câu giọng cổ mới đưa nữa hả? Không phải hỏi thăm là em mà cũng phải tình cảm chứ. Càng không thích á, ghét nào chạy cho cái đó là vậy. Dạ cho nên nhưng mà em phải nhớ là em phải có một cái chi tiết nào đó thì em mới có thể giống tình cảm mình nó mới gãy được đúng không, chứ đâu tự nhiên mà khơi được. Nói chung là cái khoảng thời gian nó cũng nói chuyện qua lại. Mà chị cái phòng mà em đây thì phòng của vợ em bên đây thì em có mặt trước có cái lan can á, em hay quay tới tối về cầm lon bia đứng lan can đứng tạo nét uống hết rồi nhìn nó chăng sao rồi vậy. Giống như là đúng hẹn canh ba là mình xuất hiện á. Đúng là cái chị cũng xuất hiện là chị ngồi đứng giả bộ phơi đồ này kia nọ. Giống như là chị muốn ra gặp em chứ không phải gì hết á. Rồi bây giờ mới hỏi Quyên nè, có đúng là như vậy không? Đúng rồi, em muốn bắt chuyện này tại vì trên đoàn phim là hai đứa đã như vậy rồi, để coi thử là cái về sau đoàn phim là như thế nào. Sau cái buổi mà em bệnh đó thì em có cái nhìn khác, em có suy nghĩ khác về ảnh. Bắt đầu ảnh cởi mở với mình hơn, ảnh chia sẻ, ảnh nói nhiều chuyện hơn. Vậy theo em kể và theo Quyên chia sẻ, chắc có lẽ là Nguyên chính là người chủ động cua em luôn. Trời ơi đừng hỏi nữa, gì kỳ quá. Đúng rồi anh. Em là được cái gái cua nhiều đó. Em cũng đâu có dễ đâu anh. Được cái độc mà lạ, không có được như em hết trơn á. Rồi gây trở ngại và khó khăn cho em rất không, nhiều anh, luôn. Lúc cua em rối anh. Thì sao Nguyên cua sao? Giờ nghỉ trưa thì cái lớp học của anh thì con trai nằm trên bàn thì đang nằm bên này thì có anh Tân, em cho anh nghe bài này nè. Em cũng bình thường không suy nghĩ gì thì lấy cái tai nghe bấm vô cái nghe giọng cơ. Có một chút nhớ nhớ,
có một chút thương thương. Là em có một chút rối rối trong người à? Bây giờ em nói là chết chết. Có một chút rối rối liền. Dạ em nói liền rồi rồi. Chết trời, cú này mình phải xử lý sao ta? Thật sự là em muốn ừ liền á. Em muốn ừ liền chứ để xảy. Nhưng mà ừ liền kỳ quá cho nên là em cũng chút rối rối cái để đi toilet cái. Chỉ có cách đó mới nhanh nhất thôi, chỉ có cách đó mới nhanh nhất. Xong em suy nghĩ, suy nghĩ, suy nghĩ trong toilet. Dạ, em quay qua nó lại. Thôi giờ bắt đầu chúng ta tìm hiểu nhau nha, là đó là dính em tới giờ liền trời. Ủa nhưng mà nó đơn giản vậy thôi đâu. Đâu có đơn giản gì đâu anh. Đâu anh, em chơi chiêu liền, em chơi chiêu là từ chiêu cuối luôn. Em giả bộ em nói là giờ em là anh có hai đứa con rồi, vợ anh bỏ anh rồi, hiện tại giờ anh cũng kiểu như là chưa có tính bước thêm bước nữa. Mà công phiền em rồi, người ta thiên hạ gì nghĩ này nữa. Mấy cái phiền thằng Quốc em coi quải vậy. Sao lúc, quyền sao? Lúc em nghe vậy thì sao? Em nghe vậy thì em suy nghĩ, em chỉ trả lời là ok, con anh thì em nuôi, đâu có vấn đề gì đâu. Trời ơi, em tuyệt vời vậy luôn á. Mà Nguyên lúc đó nó mới là 20 mấy tuổi. 23, 24 tuổi à. Thì lúc sao? Đó em lì lắm chị. Có nghĩa là em suy nghĩ trong bản thân mình là em thương ổng. Có thương mà không thể nào mà gọi là bỏ ổng á. Mới là nhưng mà ngắn thôi. Nó làm gì mà em thương nó dữ vậy trời. Nói chung đến bây giờ em cũng không lý giải được. Không lý giải được. Em bị trúng cái gì của nó rồi chứ. Ngại. Trúng ngại hả? Ngại chê. Ngại chê. Đến lúc nào thì em biết là cái đó là ông giỡn với mình? Đến khoảng tụi em bắt đầu quen nhau khoảng tầm 3 đến 4 tháng. Ảnh có một người bạn thân ở chung phòng luôn. Em mới tìm hiểu. Em muốn biết anh ở đâu như thế nào. Rồi sau đó là em tìm tới cái nơi anh sống. Để coi xung quanh là môi trường sống của anh ra sao như thế nào. Rồi em sẽ đưa ra cái quyết định luôn. Thì khi đó em mới biết là anh nó xạo. Cái người bạn thân đó cũng nói là nó làm gì có vợ có con. Trời ơi, nó còn ham chơi, nó còn đi phim tùm lum hết, không có chịu sự ràng buộc gì đâu. Lúc đó mừng hay là dạ, hững hay là giận hay là gì? Em mừng lắm mà em đến mức độ em kêu được rồi, em sẽ chinh phục đến mức là anh phải cưới em cho bằng được chứ không thể nào anh bỏ em được. Rồi Tân, khi mà Quyên biết được em nói xạo thì cái phản ứng của em trúng số vậy đó. Em đâu thế nào đứng trước mặt vợ em đó là em ơi, những chuyện đó là anh nói xạo với em không làm nói được. Hên nhờ người bạn em nói giùm em, chẳng qua là vợ em cũng hiểu được cái vấn đề là anh nói gì là chỉ muốn như vậy thôi chứ không phải là nói dối hay lừa gạt em cái gì hết. Rồi bây giờ hỏi câu nữa nè, trước khi mà em và Tân cưới nhau thì hai em có quyết định là đến trước với nhau không? Có sống thử với nhau? Em có chủ động, em qua lại, em vẫn ở nhà trọ, vẫn qua nhà anh Tân để mà làm gì, để em sinh hoạt với gia đình ảnh. Coi thử là mình sống có được với nhà chồng hay không. Nhưng mà sau khi cưới rồi và tới thời điểm bây giờ em thấy quyết định em ở nhà chồng là đúng. Cuối cùng bây giờ em không biết em là con ruột hay là không biết mình là rể hay là con rể hay con ruột. Tại vì nàng ấy được cưng quá đúng không? Dạ đúng rồi. Như vậy là cái ngày đám cưới, cái đêm động phòng đó, nó còn cái gì gọi là bất ngờ với các em nữa không? Bất ngờ anh. Bất ngờ. Hai chồng đếm tiền không? Thì đám cưới ai mà đếm tiền? Đám cưới xong rồi đếm tiền xong ngủ tới sáng anh đâu có gì đâu hết rồi. Không có gì luôn á. Còn một sự việc nữa anh mà gì? Tại vì á nó đến bây giờ là nó hết quan trọng với ảnh rồi. Sao vậy? Là xỉn sau rồi. Đám cưới là mất Facebook. Mất Facebook xỉn ngủ luôn à. Buồn quá. Tức là vừa mới dạ, cưới xong. Dạ, đám cưới xong một cái là mất Facebook. Luôn. Nhiều khi á mấy ông nhỏ quen với em bé hacker. Giận á, hiểu không? Bởi giận. Em nói ai không thích hết. Facebook luôn. Rồi như vậy là các em đã cưới nhau bao lâu rồi? Mới cưới năm ngoái nhiêu anh? Năm ngoái. 6 là 1 năm anh. Vậy thì trong khoảng thời gian đó anh có tật xấu gì không Nguyên? Giàn mặt cái gì mà giàn? Em hồi nãy là em có bạn nhà rồi, khi mà anh tằng thẳng là em cũng nói thoải mái rồi vậy. Nguyên, có anh. Có. Nhiều lắm. Em kể đến khi nào em mệt thôi em. Ngủ là thánh gác luôn, coi em là cái gối ôm. Và đến khi ngủ là chỉ có ép sát em vô trong vách tường á. Một mình một giường ngủ quen rồi, bây giờ có vợ nữa ngủ cũng y chang vậy luôn. Không nghĩ là có vợ nằm kế nữa. Và lúc đó là em khúc em đang ngủ đó là em mơ em đang đá banh. Đá banh rồi đó cho nên là nó bị lòi ra ngoài. Tiếp đi em. Còn gì nữa? Quần áo đi về không bao giờ mắc lên cái xào đồ hết. Cái này xấu nè. Cứ quăng đó nè. Trong khi có cái sọt để quần áo dơ mà không bỏ vô. Bừa bộn, bê bối. Không, tại cái sọt đó sọt của vợ em, còn chỗ em là để đó, cái chỗ em xưa vợ đó rồi. Em không muốn cái đồ đạc của vợ em nó cực khổ mà để em giặt phải lựa từng cái. Nhưng mà đâu thể quy định cái của vợ cái của chồng em, được. Em gom lại chỗ, nhưng mà lúc nào em muốn cần giặt đồ của chồng thì lấy khúc này quăng vô thôi. Còn của em thì em lấy cho nó gọn. Chứ mỗi lần giặt đồ cái này của anh, cái này của em dọn ra áo trắng, quần đen rồi nó có cực vợ em, cho nên em quyết định là em để một chỗ một cái đó. Ai đi hốt rồi ai hốt đi. Em hốt với ai hốt đâu. Làm biếng làm việc nhà lắm anh, không bao giờ phụ vợ gì hết á. Lười biếng. Ở gì nữa nè? Một cái nữa là toilet ở nhà không bao giờ có cửa, cho dù lắp cửa lên cũng tháo cửa ra, không thích. Cái gì? Ủa, sao nó vậy, sao vậy? Không phải cái chuyện mà cửa toilet thì vợ chồng cũng hai người mình ở không đó thôi, cái toilet. Tại vì toilet cũng vậy hả? Cái phòng tắm nhà em ở trong cái phòng luôn, trong phòng ngủ mình luôn. Dạ đúng rồi. Em thích vậy anh, cho nó mùi hương nó thoang thoảng. Cái này là bệnh nè, cái này bệnh. Cái là ảo ra vậy à? Nhưng mà em có thích không? Nó không đi. Mà thích phải không? Dạ thích.
đến ngay độ mà em thích cả cái mùi. Thích luôn cả cái mùi hả? Nghiện mùi luôn vậy? Dạ đúng rồi. Em nói thật là nhiều khi á, buổi sáng anh dậy á, anh có đi toilet hay gì đó, nhiều em ngủ mà em biết anh dậy rồi mà em vẫn chưa cảm nhận được cái mùi thì em hỏi: ủa anh vô toilet để làm gì? Anh kêu: anh đi toilet mà, tại sao không có mùi? Bắt buộc toilet phải có mùi. Cái tật xấu đó, nhưng mà nó là một cái gì đó vui của hai đứa. Đáng yêu, đáng yêu. Dạ. Còn tật xấu nữa gì? Là đi nhậu về trễ. Em ở nhà khoảng tầm 10 giờ, 11 giờ là em mới gọi rồi. Đang về, đang dắt xe, đang về, đang dắt xe cứ vậy đó, cứ hai câu đó nói hoài à. Mà em nhìn đồng hồ, ổ nửa tiếng, một tiếng rưỡi chưa thấy về nữa. Mà cứ như vậy em nhắc từ lúc quen cho tới bây giờ vẫn vậy. Tại vì đi chơi bạn đông lắm, dắt tới đây gặp đứa bạn đá trống xuống nói chuyện chút xíu vừa tới bên kia nữa dắt nữa. Tới chê em phải vô em mến bạn. Không bây giờ mình về thì nói này được. Coi thường, coi thường. Vô cái điện thoại. Biến khổ. Tiếp tục nữa. Anh Tân thích đếm tiền mà tiền lẻ. Ở nhà có một cái hộp đựng tiền lẻ, tiền đó để dành cho em hoặc là mẹ chồng đi chùa để bỏ tích công đức đó. Hai hộp lắm. Tối nào về đổ ra xào ra nhà bắt đầu ngồi đếm rồi xếp. Trời mặt nào qua mặt đó vui đáng yêu đó. Đến lúc mà xếp ngay rồi vẫn đổ ra lại ngồi đếm xếp lại và xếp lại mà tiền lẻ trời chứ không cái đâu phải tật xấu em là cái nết đáng yêu. Cái đó là em ghi hai hộp rõ ràng đàng hoàng. Tiền hộp bên đây là từ 500 đồng, từ 1000, từ 2000, còn đây là từ 5000. Em có giấy là giấy tờ giấy em dán lại em ghi là tiền mua Audi là từ 5000. Còn hộp mà 500 ngàn đó ngàn. Tiền mua biệt thự đó. Dễ thương không? Không biết chừng nào mới mua được luôn. Mơ đó, nước mơ đó. À, thấy thương quá. Hai cái hũ nhựa chị. Mặt nào ra mặt đó. Dạ đúng rồi, xếp mặt nào ra mặt đó. Bây giờ tới em nè. Tiếp. Giờ em có tật xấu gì không? Giờ em là tuyệt vời. Không có gì xấu hết. Ngoài chuyện nấu ăn thôi. Nấu ăn là giờ em nấu được nha. Mà nấu ngon nha, chứ không phải là gì mà chỉ có là chưa đủ trình độ nấu cho em ăn thôi. Ủa là sao? Ngon em nói thiệt, cái này là em nói nghiêm túc đàng hoàng nha. Nấu rất ngon mà chưa đủ trình độ. Tại mỗi lần vô bếp một cái là nhiều lắm, nhiều thứ lắm mà nấu ngon chứ mấy liền tay quay lắm, vừa tay trường đúng không, vừa tay quay ra cái là mẹ em vô con đi ra đi mẹ nấu cùng em ăn thôi, là mẹ nấu em ăn đó. Dạ. Cuối cùng là vợ bài không? Mẹ nấu. Dạ. Có nghĩa là em bài ra em nấu, nhưng mà em nấu đồ ăn hơi tỉ mỉ hơi kỹ á, là em cắt hết cái này em bỏ qua cái chén, cắt hết cái kia bỏ qua cái dĩa, cứ vậy đó thì không biết khi nào mọi người mới được ăn. Là cái đó chiên trứng thôi nha chị, tập cái trứng bỏ vô cái chảo thôi, muốn làm cái chén vậy đó. Từ trước giờ em chưa bao giờ được ăn bữa ăn đàng hoàng từ lúc mà qua nhà em tới giờ. Tại vì không kịp để nấu, mẹ em nấu hết rồi. À, vậy là gọi là chậm chạp. Rồi còn tật xấu gì nữa? Hết rồi. Vợ em chỉ có nhiêu đó rồi. Vợ em có thích cắn em không? Có ghiền không? Em là ghiền đếm tiền lẻ, còn vợ em nó có cái gì ghiền tương tự mà dễ thương vậy không? Ghiền dặn volume á. Là sao? Hay nhéo vú không? Volume á. Giống như tivi đang lớn quá mà không chịu kêu bấm remote bấm mà là tự động tivi nhỏ lại. Đau không? Tại tao không? Chứ em đang cầm remote mà dặn này em chắc nhỏ lại liền. Rồi bây giờ nhân đây thì mong muốn vợ thay đổi điều gì? Cái mong muốn của em nhất là như là giờ em có hai ngày nghỉ, thứ bảy và ngày chủ nhật, thì cái kiểu như em cũng muốn là vợ em một ngày đó xuống bếp làm đúng bữa tình soạn, mời mẹ em ăn một lần như vậy thôi. Dạ. Thế còn Quyên mong muốn Tân thay đổi điều gì? Em muốn anh Tân phải tập trung vào công việc hơn nữa, bớt ham chơi lại thôi. Còn những cái việc mà anh bê bối hay gì đó em có thể làm được hết. Chị thấy là chắc là những cái mối quan hệ đó như là ngoại giao đồ. Dạ đúng, nhưng mà ý là cũng phải có một chút dành thời gian cho gia đình, cho em vậy thôi, chứ còn bạn bè em vẫn cho đi chơi bình thường. Ok. Nói nghe nè, giờ đơn giản quá. Hai cái mong muốn của tụi em và chị. Em là ước mơ coi như thứ bảy nhật em được nghỉ đúng không? Dạ. Bữa nào á chị nói em nói thì nó ăn ngon rồi. Em biết rồi, em khẳng định chị rồi. Nó chỉ bị nó hơi chậm chạp thôi. Dạ. Thì giờ em làm bộ bữa nào đi, em xuống em hù hở với nó đi, cho nó cái phần chậm nó bớt đi, cho đứng nó nấu. Nhưng vậy mà cái em sợ là em xuống em hồ hở với nữa là mẹ em đuổi hai đứa hồ ra ngoài kia luôn. Lén lút thầm lặng. Thì anh hy vọng rằng là các em cứ như thế này mà phát triển và giữ gìn, thấu hiểu nhau và nắm tay nhau đi với nhau đến hết cuộc đời này. Dạ. Nha Tân, Nga Nguyên. Cảm ơn chị. Em tên Vũ Quang Vinh, năm nay 40 tuổi. Em làm bên giao nhận của công ty BTS. Em tên là Mỹ Trang, em 38 tuổi. Công việc của em là may mặc, thời trang. Thời trang may mặc hả? Bạn là 40, một bạn là 38. Dạ, anh 39, anh hơn em tuổi. Và các bạn lấy nhau được mấy năm rồi? Em lấy nhau được 2 năm rưỡi. Như vậy là cả hai bạn đều lập gia đình trễ đúng không? Dạ. Ồ, nhưng mà thực sự thì nhìn các bạn rất là trẻ. Cho nên là mình hơi bất ngờ khi mà các bạn nói về lứa tuổi của mình đó. Quen nhau trong trường hợp nào ta? Hôm đó em đi trên đường đi về, vừa quẹo qua cô thì anh đụng xe em. Cái anh tới anh đỡ em lên, anh mới nói để đưa em vô bệnh viện. Nhưng mà em thấy thì cũng không có sao, cho nên là em không chịu vô bệnh viện. Sao kỳ vậy?
tại vì cũng do mình có lỗi. Thường là mình thấy nếu mà quẹt á thì người ta sẽ phản ứng rất là mạnh mẽ, nhưng mà cô này chỉ tròn xoe mắt nhìn mình thôi. Mình thấy là trời sao mọi người ta hiền dữ vậy. Thì em mới đỡ lên, em thấy là chân có chạy chụa thì em mới quyết định là phải đưa cô ấy vô trạm xá để mà bó lại. Em ấn tượng cô ấy là thấy cô ấy cũng hiền. Ngoài hiền mà là xinh nữa. Khi mà đưa vô bệnh viện và thì em có đưa về tới nhà, nhưng mà cô ấy là không cho, chỉ đưa tới đầu hẻm thôi. Cái ngày nào anh cũng gọi điện nhắn tin để hỏi thăm, rồi muốn tới nhà biết à, nhưng mà em không có cho. Rồi hay rủ đi uống cà phê rồi lắm nè, em không có đi. Em... Tại sao không cho vô nhà, lý do gì? Tại vì em nghĩ là anh cũng phải có vợ rồi, chứ không có nghĩ là anh còn trai. Lúc đó anh già lắm, không giống như bữa nay. Dạ, bữa nay là trẻ hơn đó. Bữa nay thì là trẻ rồi hả? Dạ. Vậy sao nhận lời đi uống cà phê? Anh gọi điện hẹn em mấy tháng rồi em mới đi. Cái anh cũng nản rồi, anh không nhắn nữa. Xong bữa đó Tết cái em ở nhà em cũng quẩn quá, anh rỡ cái bắt đầu mới buồn buồn lấy điện thoại ra nhắn tin em, nói chiều nay anh rảnh không đi uống cà phê. Cái là anh nhắn lại liền rảnh. Cái em mới hẹn ảnh ngoài đầu hẻm, em không cho vô. Em ra cái em vừa nhìn ảnh em hết hồn luôn. Sao vậy? Tại vì em thấy xấu quá. Đúng là xấu hay sao? Mặc một cái áo cá sấu màu đen, rồi cái quần ông già màu đen luôn. Dạ, ngồi trên chiếc xe đen luôn. Dạ, đội cái nón đen luôn. Trời ơi, một tí đen luôn. Dạ, mùng 6 Tết. Mùng 6 Tết, dạ. Mai mùng 6 Tết là mặc gì được chứ mùng 1 Tết. Mà mặc cái bộ đồ đen. Em nhìn qua nhìn lại em coi có hàng xóm ai thấy mình không. Nếu không thấy ai thấy thì em lật đật em ngồi trên xe đi. Em nói thôi chạy chạy lẹ để má thấy. Dạ. Còn lúc đó anh sao? Khi mà nhận tin cô ấy hẹn á, thì em đã chuẩn bị là mặc bộ đồ mà em thích nhất. Bộ đồ đó là đẹp nhất á của em á, là là tông xịt tông rồi đó. Em tính là màu đen là tông xịt tông luôn. Lúc là cô ấy bước từ đầu hẻm ra, cô ấy mặc cái đầm màu xanh rất là đẹp, lại rất là trẻ trung nữa. Không nghĩ là cô ấy lại lớn như vậy. Tại lúc đầu mà hỏi thì có nói 35 rồi. Ra mình nhìn cô ấy là 28-29 thôi. Đi ăn hủ tiếu và đi uống cà phê. Khi mà vô thì em cứ nhìn cô ấy cười hoài à. Tại vì em thấy người đâu mà dễ thương mà đẹp quá đẹp, đẹp nữa. Mình trước giờ mình chưa ai quen vậy nữa. Ủa rồi lúc em biết tuổi của chồng em đó chưa? Em hỏi tuổi ảnh, ảnh hỏi tuổi em trước xong cái ảnh nói anh hơn em 4 tuổi. Em lúc đó 20, á quên 35, 36 gì đó. Dạ, nói là 39. Dạ. Rồi lúc đó thì cô ấy có đòi xem chứng minh. Cô ấy không tin thì lúc đó em mới không tin. Là tại sao lại không tin? Em thấy cũng già cũng bằng tuổi đó, nhưng mà em nghĩ 30 mấy 40 mà sao giờ chưa, 40 mấy mà sao giờ chưa có gia đình. Thì em mới nghĩ ra một cách là em nhờ cô phục vụ em coi giùm anh bé này với anh ai lớn hơn. Thì bé nó mới nhìn qua anh mới nói là em lớn hơn. Em bây giờ đó lấy giờ đâu cần có chứng minh, nó người ngoài nó nhận xét vậy thôi. Có nghĩa là em giả bộ em lớn tuổi hơn cổ đúng không, nhưng thực ra em hơn có 1 tuổi thôi mà dám nổ. Rồi lúc đó là hai người có cảm tình với nhau, vậy thì lúc nào thì hai bên mới chính thức quen với nhau? Anh hiền hiền, cái nói chuyện cũng vui, bắt đầu tụi em mới thường xuyên đi chơi. Rồi vậy có đó. Cho vô gặp mẹ chưa? Dạ chưa. Ủa sao vậy? Tại vì em thấy xấu quá mắc mặt. Tại nào giờ bạn em đẹp trai hơn ảnh. Dạ, lúc đó anh xấu lắm, phải như giờ đâu. Giờ vậy là được đẹp lắm rồi đó. Dạ. Mà tới khi nào thì mới cho mẹ gặp ảnh? Đi chơi đâu được cũng mấy tháng, cái mẹ mới để ý. Mẹ thấy được, cái mẹ mới nói thôi bữa nào mày kêu nó tới nhà chơi thử, tao coi thử được không. Em mới nói thôi xấu lắm mà giống như bê đê vậy. Cái mẹ nói thôi kêu tới nhà coi thử coi sao. Dạ buổi dịch thì em mới nói ảnh bữa nay xuống nhà chơi. Xong cái mẹ mới rủ lại thôi ở đây ăn cơm trưa con. Vô ăn cơm trưa xong cái ảnh đi về rồi, cái má em mới kêu lên hội ý gia đình chút. Cái mẹ mới nói tao thấy nó được quá trời. Lông lá ung sùm tay chân chưa quá lâu thấy chưa. Rồi như vậy là mẹ đồng ý, hai bên đồng ý, rồi là hai người đến khi nào thì mới lấy nhau? Trước khi đó là ảnh hẹn em ra uống cà phê đã, xong cái ảnh kể chuyện tình cảm của ảnh. Anh kể ảnh có một mối tình chia tay, cái ảnh muốn tự tử. Xong cái ảnh mới ngồi cái ảnh kể chuyện tình của ảnh cũng sướt mướt lắm, nghe em cũng mũi lòng em phúc. Cái ảnh nắm tay em, ảnh nói thôi chọn ai cũng vậy thôi, chọn đại anh đi. Thế em cũng làm thinh à, tại em nghĩ ông này sao mà ổng tình cảm quá. Người kia chia tay ổng mà ổng tự tử rồi, em mà từ chối nữa coi chừng ổng nhảy cầu Sài Gòn đi. Thấy Thảo không trả lời, không nói nghĩa là không mới đồng ý rồi đó. Là cứ vậy là em cứ tiến tới thôi. Tới một bữa đó đầy đủ mọi người thì em mới quyết định là xin cưới. Này là chơi chiến dịch đánh úp đây nè. Có toàn bộ đại gia đình mà coi như là hậu thuẫn rồi, cho nên em cũng khó mà từ chối đúng không? Em có hai đứa em với lại mẹ rồi thêm chị em nữa, cứ nói vô nó tao thấy nó được lắm rồi. Cứ giờ lại thấy cũng lớn tuổi rồi, má cũng muốn mình có gia đình. Dạ thôi cứ cũng im im đồng ý vậy thôi. Coi như là lúc đó tâm trạng là nhắm mắt đưa chân đó hả? Nhưng mà bây giờ thấy là cái điều mình chọn lựa là quá đúng chưa? Thấy cũng tạm ổn. Cũng tạm ổn. Dạ. Rồi sau đó cưới luôn hả? Cái mẹ em sắp đi nước ngoài, cái ảnh mới nói cưới. Em mới nói để coi ngày. Chắc có lẽ là
vợ của anh rất là mê tín. Dạ, cô ấy rất là mê tín, với lại em cũng đang giấu tuổi nữa. Tức là tụi em giấu tuổi là vì lý do là em muốn chồng nhiều tuổi hơn mình nhiều. Dạ đúng rồi, tại vì em nói với ảnh là em á là thích cái người sinh năm 71, 70 á mới hợp với em. Rồi xong em làm cách nào để mà em có thể giấu luôn được tuổi thì của mình? Em mới dành đi coi tuổi, em thì không mê tín. Cho nên em tự con ngày luôn, em sinh ngày 6 tháng 5, ngày thứ 6, thấy ngày 8 tháng 5 là ngày Chủ nhật, là ngày đẹp. Cho nên là qua hôm sau là em qua bên nhà vợ em thưa liền. Con có đi con ngày và thầy phán là ngày 8 tháng 5 là ngày đẹp nhất nữa. Dạ. Rồi bây giờ là đã được 2 năm rưỡi rồi. Dạ. Rồi trong cuộc sống bây giờ là có những cái điều gì mà chưa hài lòng về nhau không? Cưới nhau xong một tuần á, ảnh đi làm, còn em ở nhà cái nhỏ em chồng á lên phòng hai chị em ngồi nói chuyện. Cái nói qua nói lại em nghe ảnh sinh năm 74, em hết hồn lúc đó, em mới biết là ảnh là hơn mình có 1 tuổi đó. Dạ, đó cho nên em tức, em nghĩ là giống như ý mình rồi đó, cũng giận dữ lắm. Lúc em về thì cô ấy khóc quá trời luôn, cho nên là em mới hỏi cái cô ấy mới nói là tại sao anh lại giấu tuổi của em. Mà anh biết là em rất là mê tín, em cũng mới nói là anh biết em mê tín cho nên anh mới giấu tuổi. Chứ nếu mà em bình thường như người ta thì anh đã thẳng thắn rồi. Có nghĩa là em nghĩ rằng hơn 1 tuổi là không hợp với em hả? Không, dạ, không phải là không hợp mà nó không tốt bằng cái tuổi kia. Nhưng mà bây giờ đó, lấy nhau 2 năm rưỡi rồi, dạ, thấy tốt không? Dạ bình thường. Bây giờ là phải chấp nhận cái bình thường đó thôi. Dạ, đó là em chỉ mong muốn vậy thôi hả? Dạ. Muốn đổi tuổi chồng hả? Dạ em muốn cái tuổi anh hơn nhưng không phải. Thì bây giờ làm sao đổi đây? Bây giờ không đổi được. Đổi chứ mình vẫn. Không, bây giờ không đổi được là em má hẳn thôi, là giờ chấp má nhận cách nào. Em chấp nhận vậy thì sang năm đây em xin cái đứa con bạn Kim. Dạ. Bù qua lại. Hay, một giải pháp hay. Vì gì à? Một cái điều mong muốn ở Thảo mới một chồng mà là chi? Ảnh hay lo chuyện bao đồng lắm. Sáng ngày ảnh chở em đi làm á, trên đường đi là đứa thì nhắn tin mua giùm em ổ bánh mì, đứa nhắn tin mua giùm em gối xôi, người thì mua giùm anh tô hủ tiếu. Một buổi sáng vậy anh mua cho hết mấy người vậy là trễ giờ làm. Rồi tiền xong ở đâu? Lấy tiền của mình mua hay là có em lấy lại được tiền của người ta em không? Em muốn trước, rồi có khi lấy được cũng có khi không. Đó. Dạ, như ngày nào cũng như ngày nào luôn. Dạ, tại vì mấy đứa chở ảnh nhiều khi nó đi trễ á, ngày nào nó cứ nhờ. Thì em nghĩ thì người ta nhờ thì mình giúp thôi. Giúp trong niềm vui hay là giúp trong cái sự bực bội? Nhiều khi lấy tiền cũng được, cũng bực đó chị. Dạ, người ta dồn 2-3 lần lại á, người ta mới đưa chạy. Có nhiều lúc ảnh về anh nói sao anh nhớ anh mua cho con nó 4 ngày mà sao nó đưa có 3 ngày à? Đó. Tính bao đồng của chồng Thảo á, thì nó cũng là một trong những cái đức tính rất là dễ thương đó. Dạ. Mình cho bây giờ thì sau này con mình sẽ nhận lại hết thôi. Dạ. Tuy nhiên á, trong cái thời buổi khó khăn như vậy á, có những người này có những người kia, đôi khi có những người họ lỡ thì thôi mình giúp cái đó không vấn đề gì. Nhưng mà nhiều khi họ lại thấy rằng á, em hiền quá, dễ nhờ em quá, cũng không, dạ, không để cho người ta lợi dụng như vậy. Dạ. Thì cái đó là cái vợ sắp chồng thôi. Ừ. Chuyện sắp tiền thì ít mà sắp chồng thì nhiều hơn, đúng không? Còn riêng với Thảo thì Thuận thấy là Thảo cũng nên bớt công việc chút xíu, dễ tính, dạ, chút xíu. Dạ. Con chồng quá hiền rồi, dạ, giữ giọng chứ. Tại vì ảnh hiền quá, ảnh mới thấy em khó. Đó. Chứ nếu người bình thường thì thấy em bình thường. Thực ra thì đúng là trong chuyện vợ chồng á, thì cứ người này bổ sung cho người kia thôi thì á, giữ lại cái cá tính của mình nhưng mà giảm một chút xíu theo cái điều mong muốn của chồng mình. Dạ. Thì nói chung là em cứ tâm sự đi. Cưng ơi, anh muốn cưng dày nè. Rồi bên đây nè, anh ơi, cưng cũng muốn anh dày nè. Cứ nói thẳng là hết để có một cuộc sống nó hạnh phúc và nó bền vững hơn. À, xin cảm ơn anh chị. Dạ. Hồng Văn là chú Bất Hạnh. Dạ, dạ. Cô chào cưng. Rồi mời hai bạn giới thiệu cho mình. Dạ, con tên là Nguyễn Bỉnh Khiêm. Dạ, sinh năm 1989. Dạ, con thì gọi là dân Quảng Ngãi mất gốc, tại vì con sống ở Sài Gòn này từ nhỏ tới lớn luôn. Dạ. Gốc Quảng Ngãi. Trời, cái tên gì mà gọn lõn vậy trời, im một tên đường mà gọi là quá nổi tiếng, Nguyễn Bỉnh Khiêm. Trọn gói luôn á. Dạ. Cái vấn đề này thì ngày xưa con cũng hỏi ba má con rồi thì chỉ nhận lại một cái cười trừ thôi. Con nghĩ là không nói rõ lý do nhưng mà con nghĩ là chắc là ở đó có gắn liền cái sự kiện gì với ba má con hay sao á. Chắc vậy rồi. Tình cờ mà trên con đường đó chắc là ba má con có chuyện gì xảy ra đó. Cho nên là trọn vẹn luôn là Nguyễn Bỉnh Khiêm. Đứng con đường đó là có con hay sao đó. Sao được? Em sao vậy? Hả? Trên con đường đó là có không, trên có nghĩa là trên con đường kỷ niệm hai ba má gặp nhau trên đường đó. Rồi có con. Có con ở sao, ở chỗ nào? Nguyễn Minh Khiêm có khách sạn nào không? Nhiều ta? Khi Nguyễn Minh Khiêm ở ngoài quê nữa, ở quê Quảng Ngãi nữa sao? Ừ. Rồi con làm công việc gì? Dạ thì con thì ở nhà con là có cái xưởng sản xuất áo đi mưa. Áo mưa. Dạ. Rồi con nhiêu tuổi rồi? Dạ năm nay con 31 tuổi. 89. 31. 31. Dạ, 31. Rồi mời con. Dạ con là Hoàng Thị Kim Khánh. Con tới từ Đắk Lắk, Buôn Ma Thuột. Khi mà con lấy chồng thì con mới xuống dưới đây, con ở dưới đây. Và năm nay thì con 29 tuổi rồi. 29. Dạ. Chắc công việc này cũng ở nhà phụ ông xã luôn. Trước kia thì con có học y dược, xong rồi học cũng nói chung là khi lấy ảnh cái là cũng đứt luôn. Rồi về phụ thành lập công ty riêng, hai vợ chồng làm việc. Dạ. Là bây giờ sản xuất áo đi mưa. Đúng rồi. Cả hai chồng chắc là con chỉ ở cái khâu thu tiền, gom tiền, giữ tiền rồi thôi đúng không? Dạ cũng trả nợ nữa đó cô. Đúng rồi, tình hình dịch này chắc cũng ảnh hưởng dữ lắm. Đúng rồi ạ. Rất là ảnh hưởng. Thôi nói chung là dịch mà vẫn mưa mà em.
Hả? Mưa, dịch mà vẫn mưa. Là tại vì đâu ai đi ra đường đâu. Nhưng mà cái khâu sản xuất thì nhà nước vẫn đang cấm đó. Dạ. Rồi. Rồi bây giờ là hai con là đám cưới với nhau lâu chưa? Dạ đám cưới là cũng là 6 năm rồi đó. 6 năm rồi đúng không? Dạ đúng rồi. Có bé chưa? Nhau. Dạ có bé được 1 tuổi rưỡi. À, được 1 tuổi rưỡi. Dạ, dạ. Nhau lúc đó mới có 22 tuổi sao? 23 ạ. À. Rồi. Kể cho chú biết coi cái lần đầu tiên hai đứa gặp nhau như thế nào. À lần đầu tiên là con với ảnh gặp nhau là lúc mà đó là con hình như là trước rồi. Khi cưới là con là... cô xin lỗi cái bây giờ đố âm mụ làm sao đoán được một cái chuyện tình của hai bạn này tương đối là lãng mạn đi. Em thử cho chị một cái tiểu phẩm nhỏ coi nè. Trời ơi. Ông này ông bán áo đi mưa. Hồi này học y dược rồi sinh viên. Rồi sao quen được ta? À, trời ơi. Biết rồi. Cô này đi học. Cô này đi học trong một ngày mưa gió bão bùng mà quên áo mưa ở nhà. Đó, vô tình đang đi mà đi ngang một cái xưởng bán áo mưa. Thế là nhau vô như mua áo mưa, vô tình gặp ông này. Ông này thấy cô này dễ thương quá, không lấy tiền tặng áo mưa luôn, từ đó quen nhau. Nó không có lãng mạn. Đúng rồi. Trên con đường Nguyễn Bỉnh Khiêm. Hả? Có một ngôi trường, ngôi trường nữ sinh đó. Rồi trường Trưng Vương. Thì đó, một người đó. Kế xe thú. Trời tự nhiên mưa. Mưa thì có một cô nữ sinh mà hôm đó không có áo mưa gì cả, thế là cô ấy chạy trên con đường Nguyễn Bỉnh Khiêm đó, áo dài của cổ ướt rượt rượt như vậy, thì cổ đi ngang qua chỗ bán áo mưa. Ông này bán mưa ở đâu đó? Bạn này trên đường Nguyễn Khiêm. Trời trên ơi. Đường Nguyễn Khiêm. Cái là tự nhiên xuống áo mưa lại trên đường Nguyễn Khiêm. Thấy cô gái đó nhưng mà tại vì cái áo dài nó ướt nó mỏng á, rồi cái bạn này tự nhiên nói, không được không được, trời ơi một người con gái vậy không được. Thế là bắt đầu chạy ra đưa áo mưa, nhưng đưa kiểu này nè. Đó. Đó. Này áo mưa hả? Thế là bạn mặc vô bạn ấm áp nè, rồi tự nhiên bạn đáng yêu nè, xong nó ôi anh ơi áo mưa của anh sao mà nó ấm vậy, nó dày vậy. Đó là do anh sản xuất đó em. Sản xuất vừa phân phối. Thôi một câu chuyện rất lạ lùng luôn nha. Thế là ở trên trời sấm chớp. Rồi hai đứa sạc điện coi như là sạc điện luôn đó. Đến với nhau. Hay nè, nó vô lý. Trời, vô lý hùng vô cùng. Vô lý hùng vô cùng. Xung quanh trường Nguyễn Khiêm ở đó là chỉ có xe thú rồi, không có đâu hết trơn á. Làm sao mà có cái xưởng, có cái trường Trưng Vương mà không có cái xưởng áo mưa. Mà bán áo mưa chứ không bán áo mưa ngoài đường. Dạo. Bán dạo. Đánh là anh vừa sản xuất. Vừa lúc đó là bán dạo thôi, sau này mới lên sản xuất. Nó bứt một cái áo mưa ở trên cái chỗ xong rồi đưa vậy nè. Đó, đó đưa vậy nè, đưa mà đưa không nhìn nó tại vì cái áo dài trắng nó mỏng quá. Ê, nãy giờ mình đón thấy cười không? Cười kinh bỉ á, cười kinh bỉ. Không? Dạ, đúng rồi. Chật lất. Chật lất đúng không? Anh chị biết là đón là trật lất nhưng mà cố tình đón vậy để cho không khí nó sâm tụ dạ, nó vui lên nha. Cô chú nó chật vậy. Thôi, thôi giờ hai đứa nói đi. Chật cỡ nào. Sao? Nói bà. Dạ khi mà em với lại anh Khiêm gặp nhau thì chắc là trước khi cưới là khoảng chắc là 7-8 năm rồi đó. Dạ đã gặp 7-8 năm rồi, nhưng mà lúc đó thì hai đứa nói chung cũng như bạn bè thôi à. Gặp ở đâu? Là sao? Trước đó là gặp. Trước đó là bởi vì anh Khiêm á là bạn đại học cùng với anh rể. Thì lúc đó chị gái đang quen anh rể. Anh rể của con đó phải không? Dạ đúng rồi, anh rể của con. Xong rồi con xưa giờ con học ở tại Đắk Lắk. Chứ con không học ở dưới đây. Ở trên Đắk Lắk thì có cái trường đại học y đó. Thì cũng có học ở trên đó. Chứ không có học dưới đây, xong rồi xuống đây chơi thôi. Thì xuống bên phòng trọ là cái là gặp anh này, bởi vì lúc đó là bị thiếu người chở con đi ăn bún thịt nướng á. Đó là ảnh mới là chở người nhờ chở giùm đó. Dạ, đúng rồi. Bên con bên nhánh của con mới nhờ bạn này chở con giùm. Dạ đúng rồi. Đúng rồi ạ. Đó là lần đầu tiên gặp thì lúc đó thì cũng không lãng mạn. Cũng không có. Lúc đó hai đứa cũng không có gì với nhau hết á. Thì lúc đó thì nhìn anh này thì thấy ảnh cũng thư sinh, mình nhìn thấy cũng gọi là nhìn cũng cảm mến thôi. Dạ. Rồi cảm xúc của bạn trai khi mà được chở một cô gái từ Đắk Lắk xuống. Nếu mà con kể câu chuyện thì nó hơi chất quốc là thì lúc đó gặp thì cũng gọi là chỉ thấy là một cô bé gọi là cũng trắng trẻo rồi nhưng mà ốm. Nhưng mà thì nói về cảm xúc thì cũng không cảm xúc, thì cũng ví dụ như là thì nhờ chở giùm thì mình cũng đang rảnh, mình sẵn tiện mình qua mình chở thôi. Dạ là lúc đó là anh rể hiện tại bây giờ cũng như là bạn của mình, bạn đại học. Dạ thì hồi đó là hai anh em chơi cực kỳ thân. Cho nên chỉ cần lên tiếng nhờ là mình qua mình giúp mình chở giùm thôi. Vậy đó. Xí xí, dạ. Lúc đó là con mới có mười mấy tuổi rồi đúng không? 18. 18 tuổi rồi. Dạ. Thì bạn này, là 22, 23. Dạ. Đúng không? Đang học đại học năm 3 năm 2. Ủa vậy là tụi con cưới nhau sau đó là tụi con cưới nhau là cách là 3 năm sau. Là tụi con mới lấy 5 năm chứ. 5 năm đúng không? 5 năm 6 năm rồi đó. Rồi sau đó thì nè, có nghĩa là lần đầu tiên các con gặp nhau, được chở nhau đi trên đường nữa là không có một cái cảm giác, không có một ấn tượng gì cả. Dạ đúng rồi. Vậy thì điều gì? Đó, cái cột mốc nào mà coi như là khiến cho hai con coi như là quen nhau. Cái này phải hỏi anh này nè. Thì nếu mà nói cột mốc á thì cái thời điểm xảy ra đó là năm 2014 á. Lúc mà gọi nói chung là sau cái đợt đó thì cũng bình sau đó là cách đó mấy năm hầu như không gặp lại nhau. Có nghĩa là bé này xuống dưới chỉ là xuống chơi cái dịp đó ấy rồi con về luôn. Con ở được bao lâu? Con ở chắc khoảng mấy ngày, 3-4 ngày. 3-4 ngày rồi con về luôn. Dạ. Rồi mấy mà học vợ con là vẫn học ở Buôn Ma Thuột. Miết cho tới năm 2014 là 20 tuổi. Dạ.
mà lúc đó tụi con không có liên lạc với nhau hả? Cũng không liên lạc, không như là bắt vô tính số rồi. Cô ấy cũng quen một người khác, con rồi. Cũng quen một người khác. Rồi vì sao lại gặp nhau lại? Lại gặp lại. Nếu mà nói về cái biến cố đó thì 2014 đó. Dạ, 2014 thì lúc đó thì cô ấy cũng gọi là thất tình. Mà bản thân con thì lúc đó con cũng chia tay người yêu. Dạ, nói chung thì cũng gặp lại nhau, nói chung là cũng có dịp bên phía bạn là anh rể á, là ảnh cũng rủ lên Buôn Ma Thuột chơi. Cũng lại ông anh rể nữa. Dạ. Lần trước thì rủ con bé này xuống Sài Gòn. Lần sau thì rủ con cô này đi lên Buôn Ma Thuột. Là nhờ ông đó. Nhờ là anh đó. Nha. Rồi, tiếp tục nè. Vậy là con lên Đắk Lắk. Dạ. Đúng không? Rồi. Chơi thì nói chung là mình cũng ở ngay tại nhà của Khánh luôn. Rồi gặp lại Khánh, đúng không? Dạ, gặp lại Khánh lần thứ hai. Lúc đó mới bắt đầu. Lúc đó thấy Khánh sao nè? Ấn tượng nè. Sau mấy năm không gặp, bây giờ gặp lại Khánh thì thấy sao? Thì nói chung là mình bản thân trong người mình thấy có cảm giác rất là lạ. Dạ. Nói chung là trước đây mình cũng từng tình cảm yêu đương rồi, nhưng mà cái cảm xúc kỳ này nó nói chung là đặc biệt lắm. Nó giống như là đúng như hồi nãy nè, cô chú nói là tiếng sét luôn á. Dạ, lúc đó sét nó mới đánh. Vậy á hả? Dạ. Vậy lúc đó là mới chia tay người yêu nữa, đúng không? Dạ, đúng rồi. Rồi gặp cô này nữa, sau 2 năm là đẹp hơn nữa. Với lại cái thời tiết trên đó nữa em ơi. Mát lắm chị ơi. Mát rồi. Mà phải công nhận là đẹp hơn so với cái lần đầu mà mình gặp, đúng không? Dạ đúng rồi. Lúc đó thì mình mới nói, lần trước thì mình không để ý, nhưng mà lần này thì mình lại để ý. Lần này cô đơn á, lần này cô đơn. Còn Khánh thì sao? Khánh gặp ảnh lại thì cái cảm xúc Khánh sao? Mình thấy bình thường. Dạ vẫn bình thường thôi. Rồi bây giờ tiếp tục nè. Rồi sau đó là chắc chắn là thấy là có gì đó đặc biệt rồi, đúng không? Dạ thì là lúc, phải theo đuổi. Lúc đó thì mình cũng để ý, nhưng mà lúc mình lên là cũng đi chung với thêm bạn của anh rể nữa. Mà nói chung là bạn của anh rể cũng để ý Khánh luôn. Lúc đó nói chung là cái đó nó cũng giống như chất xúc tác cho con luôn đó. Dạ. Để cho con còn cần phải tranh giành đó, ngộ lắm. Nói chung lúc đó thì cũng mình cũng không hiểu sao động lực ở đâu á, mình cứ theo đuổi miệt mài lắm. Thì cái động lực đó tức là cái đó là cái nó gọi là cái bản năng của người đàn ông á. Thấy tự nhiên có sự tranh giành đó. Là có sự tranh giành là coi như là phải giành cho bằng được đó. Dạ. Nhưng mà Khánh có biết là hai người đàn ông thích mình không? Dạ lúc đó biết à. Đó. Tại theo đuổi rất là rõ ràng luôn, đúng không? Rồi. Nhưng mà em thấy bên nào nhỉnh hơn? Dạ bên kia. Ủa là Khánh thích bên kia. Đúng chính xác. Đúng rồi. Đó cũng là cái động lực. Đó cái động lực mà để sống mãi. Cái câu chuyện của con nó còn dài biết sao nữa. Động lực không thấy nữa mà con kể cô Hồng Vân với chú Thuận nghe nè. Là vợ con á lại chọn bên kia. Nhưng mà đi chơi á thì vẫn cứ rủ con bình thường. Kỳ vậy ta. Giống như con cảm giác con giống như con hàng sơ cua vậy. Không bây giờ này phải hỏi Khánh nè. Có bánh sơ cua con xe hơi. Hỏi Khánh là tại sao thích ông kia mà lại chọn ông này để ông chở mình? Đâu anh đâu có chở đâu mà ý là kêu theo đi chơi vui, bởi vì lúc đó cũng có anh rể ở đây nữa. Bởi vì con anh kia quen nhau chắc là cũng được 3 tháng á, bởi vì lúc đó hai anh đều cua mình đều thích mình, xong mình chọn anh kia, mình quen thử 3 tháng với anh kia, nhưng mà ổng nắm tay nắm chân gì cũng không có luôn. Ổng nhát quá, ổng nhát, ổng cực kỳ nhát luôn. Xong rồi mình nói là ủa rồi tính sinh nhật của con không nhớ luôn. Cái là mình giận quá mình mới bỏ, mà trong thời gian đó thì mình kêu là đi chơi chứ ổng không bao giờ đi chơi riêng hết á. Là chơi chủ yếu là đi nhậu với nhau á. Đi nhậu thì lúc đó anh trẻ con cũng nhậu. Anh này thì anh cũng rảnh, cái kêu anh đi nhậu, thế là 4 người chứ không phải là con lúc nào đi 4 người hết. Dạ đúng rồi, anh rể là không tính rồi. Mình có chị gái không? Dạ không, chị gái đó ở đây là đối thủ cạnh tranh với mình á. Lúc nào nhậu 4 người hết. Dạ hầu như là cái giai đoạn năm 2014 thằng nhậu 4 chân á. Cái bàn 4 chân luôn. Rồi đến khi nào thì con mới quyết định là thấy anh này có một sự đặc biệt và con chọn anh? Tới cái khi mà lúc đó thì sinh nhật con vào tháng 9 thì là con tháng sau là con chia tay ông kia rồi. Thế là đến tháng 10, tháng 11 xong rồi đến lúc đó con vẫn một mình luôn. Thì ông này ông cứ gọi điện miết à. Cứ tối là ông gọi điện, thì lúc đó con này ông mua thuộc. Ông này ở dưới Sài Gòn, cái tối ông cứ gọi điện gọi nói chuyện trên trời dưới đất vậy đó. Xong rồi đến ngày Valentine là ngày 14 tháng 2. Cái tự nhiên ông bắt xe đò á, buổi tối lên xe cái buổi sáng tới mua thuộc rồi đó. Cái ông lên ông tặng cho hoa rồi ông tặng quà vậy đó. Xong rồi ông kêu tặng em vậy đó, ông đi về. Xong rồi mình cũng thấy là ông này cũng ấn tượng. Thấy ông cũng kiểu là chịu khó chiều mình rồi cũng để ý ngày giờ vậy đó. Có nét. Thế mình cũng để ý một chút rồi đó, nhưng mà mình vẫn chưa đồng ý. Mãi đến khi mà xuống dưới đây để học lên một chút nữa đó, thì xuống dưới đây đăng ký bên trường Nguyễn Tất Thành học. Thì anh này xuống đây mình có cơ hội nhiều hơn, cái là ổng chở mình đi đăng ký rồi chở mình đi học vậy đó. Thì đến lúc đó mình mới cảm thấy là anh ảnh trân trọng mình nhiều hơn. Cái là mình mới đồng ý quen ảnh. Dạ. Dễ thương. Rồi học xong rồi có về Buôn Ma Thuột lại không? Dạ không. Đó học xong rồi nhưng mà con với lại ảnh quen nhau phải có 5-6 tháng là quyết định cưới luôn đó. Đúng rồi. Nhưng mà trong 5-6 tháng mà quen nhau như vậy là có giận hờn, có nói chung là có một đứa ở tuốt trên Buôn Ma Thuột, một đứa ở dưới Sài Gòn, đúng không? Nhưng mà cái tánh của vợ con nó kỳ, nghĩa là
ở gần con á thì không bao giờ hai vợ chồng ít khi cãi lộn lắm. Nhưng mà chỉ cần ở xa một cái là có chuyện giận liền. Vậy đó. Ủa nhưng mà hai năm đó là Khánh học ở dưới này suốt mà đâu có về chảnh. Không, vẫn có về chứ. Mấy đợt mà trường cho nghỉ thì vẫn là tranh thủ về luôn. Về chảnh. Mỗi lần về là bắt đầu giận nha. Hầu như là ngày hôm trước ngày hôm sau là giận này mà giận mấy cái chuyện mà nó nhiều khi mà mình cũng không đỡ được. Có khi nào mà giận mà ví dụ như đơn giản là cuộc gọi nhỡ. Lúc đó ví dụ gọi nhỏ rồi hay lâu trả lời tin nhắn gì đó là cũng bị giận. Rồi con làm sao? Mỗi lần Khánh nó giận kiểu đó thì con làm bắt sao? Bắt xe lên luôn rồi hả? Thì mình cũng gọi điện rồi mình xin lỗi rồi sau đó mình cũng xoa dịu đi, mình nói lý do ra thì nếu mà lý do đó hợp lý thì cô ấy duyệt cho qua. Có khi nào không duyệt không? Có lần nào không duyệt không? Cũng có một lần lần duy nhất thôi. Nhớ là cổ nói chung là cũng cái chuyện mà hai vợ chồng xa nhau á. Là cũng giận ghê lắm, kiểu giận mà gọi điện hoài không nghe máy, gọi điện mà cục pin điện thoại á mà gọi tới khi cắm nguồn sạc lại mà cũng không nghe máy luôn. Không nghe máy luôn. Giận quá, đúng không? Lúc đó là con cũng biết sao hết, nói chung trong lòng mình, trong đầu mình là không như không nghĩ được cái chuyện gì hết. Cái rồi mình bắt đầu là mình xách xe máy ra. Lúc đó mình lần đầu tiên của con luôn á là rời khỏi quá 300 cây so với cái địa phận của thành phố Hồ Chí Minh mình luôn á. Wow. Con cứ search Google con đi thôi, mà con trên đường con đi là lúc đó là buổi trưa 12 giờ mà con chạy lên trên đó là 6 giờ chiều á. Con đi xe máy luôn. Đi xe máy một mình luôn, mà lần đầu tiên rời thành phố luôn á. Đi gì mà 6 tiếng hả? Dạ. Đúng rồi, 380 cây mà cũng đi 6 tiếng. Đi 6 tiếng đúng không à? Dạ. Đi xe máy mà. Đi nhanh dữ trời. Lúc con đi lên trên người con chỉ có đúng bộ đồ thôi mà, chứ xe máy thôi. Dạ. Rồi cái lần đó con lên đó rồi con có gặp rồi con năn nỉ rồi con có ở lại không hay là con về liền luôn? Ở lại một buổi tối. Dạ rồi sáng hôm sau con bay đầu con về. Hấp dẫn rồi đúng không? Lên thấy ảnh rồi chắc xúc động lắm đúng không? Lên không cần xin lỗi gì hết, lên thấy mặt con là cười rồi. Trời đất ơi. Cười rồi. Chứ cái mặt mày chầm dầm nữa chắc nó không biết sao Nhưng mà khi mà con quen với ảnh á thì chị con có ủng hộ không? Lúc đó thì chị gái con không ủng hộ. Mà hai đứa trong vòng thời gian đó là quen lén luôn á. Ủa sao mà không ủng hộ ta? Bởi vì trước kia là ảnh là ảnh lúc mà ảnh nói là gặp con xong rồi thời gian sau cũng quen người khác đó. Thì ảnh là cũng quen với lại một cái bé ở trong nơi làm việc. Thì bé đó cũng hay tâm sự với chị của con. Nhưng mà bé đó khi mà chia tay với anh Kim thì bé đó nó không muốn. Nó không muốn chia tay với anh Kim, cái đâm ra là nó hay nhắn tin với lại chị gái của con á. Kêu nó là anh Kim đừng có bỏ em rồi khóc lóc tùm lum hết á. Cái chị em mới là đồng cảm. Đồng cảm với nhau cái là khi mà biết anh Kim là bỏ bé đó khoảng thời gian ngắn nữa. Xong rồi xoay qua bên phía con thì chị mới mường tượng là giống như là tính của Kim không có chung thủy, bỏ người ta như vậy đó. Thế đâm ra là có cái phản cảm. Đó là lúc đó thì hai chị em khi mà biết ra, khi chị gái biết ra là con với anh Kim quen nhau á thì hai chị em gọi là quay mặt với nhau luôn, rất là giận nhau luôn. Chị đến nỗi mà chị đòi tự tử nữa cơ. Đúng rồi. Thời điểm đó hai chị em nói chung là cực kỳ thương nhau lắm. Đúng rồi. Dạ. Chị rất là thương em luôn. Thương như mẹ. Dạ đúng rồi, chị chăm sóc em gái rất là kỹ, rất là giống như mẹ vậy đó. Cái là đâm ra là mình kiểu giống như là mình không nghe theo lời của người mẹ vậy đó. Thì người mẹ thất vọng, cái đâm ra là giận. Đó là đâm ra là giận đến khi mà lấy anh Kim sau 2 năm thì mới làm hòa lại là. Ồ, 2 năm sau rồi. Khi đám cưới thì chị cũng không chụp hình chung một tấm nào hết. Giận quá. Rồi bây giờ tình cảm của chị với lại Kim thì sao? Hiện tại bây giờ thì mọi thứ trở về bình thường hết rồi. Tốt đẹp rồi. Đúng dạ. Tốt đẹp chấp nhận thôi chứ sao dạ. Giờ. Dạ đúng rồi. Như là gian, thấy thời gian nó sẽ xoa dạ. Dịu tất cả. Và bản thân con thì con cũng dùng thời gian để chứng minh cái tình cảm của mình dành cho vợ con. Dạ. Rồi vậy là sau cái lần mà giận hờn đó, rồi sau rồi con về thành phố con học ở đây, rồi con học chưa có học xong mà đúng chưa không? Chưa học xong luôn, ảnh đòi cưới luôn á. Thì bởi vì chị con cũng là một chất xúc tác để con quyết định cưới ảnh sớm luôn. Hiểu rồi. Phải nói là bữa giờ đó là nhiều cặp vợ chồng đến với chương trình thì phải nói là cũng có rất nhiều cặp là tại sao lại cưới nhanh. Có những cặp coi như là quen nhau mới có 1 tháng, 2 tháng cưới nhanh là bác sĩ bảo cưới. Thì không biết là trường hợp của hai đứa là bác sĩ có bảo cưới không? Dạ đương nhiên là không rồi. Nghe theo giờ, đương nhiên. Lời giới thiệu ban đầu là chúng con đã cưới được 5 năm 6 tháng mà. Gần 6 năm mà em bé mới có 1 tuổi rưỡi mà. Là hai đứa là giữ khoảng cách với nhau và giữ cho nhau. Đúng rồi ạ. Với lại cái tư tưởng của vợ con nó khác với phần đông cái giới phụ nữ ở Việt Nam mình lắm. Sao dạ. khác sao nè. Là tính của con là con không có, mình thấy là mình có một đứa em bé, có một đứa con mình có trách nhiệm lắm. Nên là mình không có muốn có con. Khi mà lấy ảnh con nói chứ là nếu lấy thì không có con nha, đồng ý thì lấy còn không thôi. Đến như vậy luôn mà nên đâm ra là em bé đợt này cũng là sự cố. Đó là sự cố thôi chứ không phải là sự chuẩn bị của hai đứa. Nhưng mà sau khi sanh con rồi thì con đã bỏ cái tư tưởng kia chưa? Đã bắt thì đầu mình phải chấp nhận chưa? Đã bắt đầu mê em bé chưa? Cũng thương, rất là thương nó thì cứ ôm nó hôn nó miết thôi. Rất là mê đó. Đó dạ thì mình cũng phải chấp nhận, nhưng mà kêu thêm đứa nữa không thì chắc là không nữa. Giận là anh lên tới Đắk Lắk. Đúng rồi. Để mà coi như là giảng hòa để năn nỉ đúng không? Bất ngờ cái là tâm lý năn nỉ bất ngờ. Bất ngờ cái là lúc mà cầu hôn ảnh có tạo sẽ bất ngờ cho em không? Cầu hôn à? Thì lúc đó là hôm đó cũng là ngày bình thường thôi. Cái là lúc đó còn đang ở Buôn Ma Thuột. Cái ảnh lên xong rồi lúc đó mình vẫn đang ngủ. Lên ảnh gõ cửa cái mình vẫn mặc đồ ngủ bình thường vậy đó. Thì dậy xong rồi tự nhiên ảnh kêu đứng dậy đi.
cái ảnh quỳ xuống ảnh cầm cái đó là tờ 500 đồng á, mà gấp thành chữ nhật á, cái cầu hôn. Thì lúc đó mình cũng thấy ủa cầu hôn rồi đó hả, mình tại tư tưởng là nghĩ là sẽ rất là lãng mạn đồ, và cầu hôn cầm tờ 500 đồng đó mà cầu hôn thì thôi, thế là lúc đó thì cũng đang gây cấn với chị á, thế là thôi cũng chấp nhận ảnh. Rồi cái 500 đồng đó nó là tiền đề cho 5 tỷ 50 tỷ. Dạ. Thì sau đó ảnh cũng dẫn vô BNC đó lựa được cái nào thích cái nào thì lựa, bởi vì ảnh kêu là cái thẩm mỹ của con á là nó khác ảnh, nhiều lúc ảnh lựa ảnh lại không ưng đó, nên ảnh dẫn vô đó tự lựa. Cái nhẫn 500 đồng nó giống như là vàng cọc vậy đó. Vàng cọc xong rồi bắt đầu ok tinh. Rồi bắt đầu là đi mua nhẫn xịn đúng không? Dạ. Kim là một người rất lãng mạn đó nha, nhìn cái tưởng cô Khang chứ thấy lãng mạn á. Không có lãng mạn đâu. Không có lãng mạn hả? Có lãng mạn không Kim? Thật ra thừa nhận là con khô, nhưng mà tại vì con sợ con mất cái khánh thôi, cho nên con mới tìm mọi cách. Nói chung là thời đó mình còn tra Google, mình search YouTube nữa mà. Chứ ngày xưa thì nói chung là con giống như là nhà con á, là thỉnh có mưa, nói chung là suốt ngày cứ ở trong nhà mình sản xuất không à. Mình làm suốt ngày từ sáng tới chiều tới tối luôn thôi. Ít khi tìm hiểu những vấn đề khác á. Nhưng mà trước Khánh là con có mấy người yêu? Dạ, nếu mà gọi là người yêu thì trước Khánh thì chỉ có hai. Dạ. Rồi những người yêu đó là mẹ có biết không? Có mẹ biết. Rồi tới Khánh là bao lâu thì dắt về gặp mẹ? Lúc mà thời đó thì mẹ cũng không thích cái mối quan hệ này á. Tại vì quen bé đó thì cũng làm cho mẹ. Thì khi mà mình chia tay thì mẹ cũng buồn lắm. Nhưng mà không thích thì không thích nhưng mà phản đối cũng không phản đối. Dạ, tại vì cứ luôn nói là quyết định là ở con. Có vấn đề gì thì con phải tự chịu trách nhiệm quyết định của mình. Dạ. Thì cũng mình cũng thuyết phục kiểu dạng như mưa dầm thấm đất, rồi tới khi lúc mà mình thấy mẹ mình đã nguôi ngoai rồi đó, thì lúc đó là mới về là dắt Khánh về ra mắt với mẹ. Rồi sau đó khoảng 1 tháng là kêu ba mẹ lên hỏi cưới Khánh luôn. Dạ. Rồi lúc đó là sao, giờ mẹ con thương Khánh chưa? Lúc cưới về thì mẹ cũng rất là bình thường, là đã chấp nhận Khánh là con dâu rồi, thì vẫn cư xử mà nói, nếu nói mà thương thật sự á thì bản thân con cảm nhận là không, là vẫn bình thường thôi, nhưng mà thời gian bồi đắp tất cả. Đúng thì rồi. dần á thì Khánh cũng khéo léo để làm cho má con thay đổi cái suy nghĩ không tích cực ban đầu về mình. Và bây giờ thì hiện tại là má con rất là thương Khánh. Thì tốt quá. Dạ. Có nghĩa là con đã tức còn lúc mà mới cưới về xong á, là lúc đó là mẹ đối với con sao? Lúc mà mới cưới về thì mẹ vẫn còn một chút, nói chung là bởi vì cái quan điểm của mẹ khác với lại con. Con thì theo hướng hiện đại á, cái là mình phóng khoáng nhiều, cái là mẹ thì mẹ lại theo hướng là công dung ngon hạnh, cái là con gái là phải biết nấu nướng rồi, con thì lại không như thế, con lại hướng ngoại nhiều hơn. Cái mẹ rồi thêm nữa là nhiều lúc con hay lớn tiếng với lại chồng á, bởi vì cái giọng con nó cũng lớn lớn. Ủa, tụi con ở chung hả, chung với mẹ hả? Dạ không, con ở riêng. Nhưng mà con ở đầu hẻm. 2 năm đầu con ở đầu hẻm, mẹ ở trong hẻm. Cái đâm ra mẹ tưởng đâu là quát chồng. Dạ đúng rồi, quá giọng. Cái giọng vợ con là nói rất là to. Đó xong rồi. Cái giọng của con nó rất là nhỏ. Nhiều khi hai vợ chồng nói chuyện nha mà con rất là mắc cười. Con bắt điện thoại lên alo. Con bản thân giọng của con á, con bắt điện thoại lên alo thì đầu bên kia lại nói là chào chị. Còn Khánh bắt điện thoại alo thì họ lại nói là chào anh. Thì vợ chồng con cũng gãi đầu luôn. Và sau này là mẹ hiểu rồi đúng không? Dạ, rồi sau này thì mẹ hiểu. Lúc đó làm sao? Lúc mà mẹ cứ thấy con nói lớn rồi mẹ có chỉnh không? Có chỉnh. Chỉnh xong rồi mình lúc đó mình cũng còn nhỏ, mình cũng giận lại. Mình cũng buồn lại cái về quát ông này. Thế là hai vợ chồng chỉ đó gây cái chuyện đó thôi. Xong về sau này dần cái là tính con cũng thẳng á. Cái con cũng qua con nói chuyện với má. Con kêu má ơi, bản tính nó khó dời lắm. Bây giờ con không biết con dời sao hết á. Bây giờ má cố gắng, con cũng sẽ cố gắng tiết chế. Má cũng cố gắng mới chấp nhận con. Thế là mãi đến bây giờ thì nói chung mẹ thì cũng thương con á. Con cũng thương, rất là thương mẹ luôn. Dạ. Hai mẹ con đều rất là thương nhau và hiểu nhau. Chỉ là tập trung vô anh này. Vì mẹ thì thương anh này lắm. Thương cực kỳ thương anh này luôn. Dạ. Trai một hả? Dạ không, nhà con là trai cả. Nhà còn hai đứa em sao nữa? Hai em gái hả anh trai? Dạ hai em trai hết. Ba trường hợp trai cả, trai út hoặc là anh trai độc nhất. Là mẹ là đắm đuối lắm. Dạ đúng rồi. Đúng không? Ba mẹ em thí sinh cũng nhiều lắm, cũng cố gắng thí sinh cho con em là anh trai anh gái? Dạ bé gái ạ. Bé gái hả? Cái sự cố lúc mà xảy ra là lúc mà ngoài ý muốn là lúc có bầu á, là tại sao? Con không biết là sao nữa. Tại hai vợ chồng thì cũng có dùng biện pháp. Là biện pháp để người, nhưng mà không biết sao trời xui đất khiến sao hôm đó lại không dùng. Cái con nghĩ là con đã canh ngày đúng rồi. Thế sao nó đến khi mà mình thử, con ngất xỉu luôn. Bởi vì mình mang thai đến khoảng một tháng, hơn một tháng á. Cái là cảm thấy chuyện đứng lên nó chóng mặt. Từ trước giờ mình chưa gặp trường hợp này. Cái xong rồi mình cũng bị trễ nữa. Cái mình cầm que thử thai mình thử. Cái lúc mà cầm cái que thử thai lên nó 2 vạch á, cái là con bẻ ngay lập tức. Con bắt con không chấp nhận. Nói chung lúc đó tinh thần của mình không chấp nhận luôn. Xong rồi mới kêu anh này đi chở đi siêu âm đồ thì nó ra là đúng là như vậy. Cái là hai đứa ôm nhau khóc.
Con thì khóc là bởi vì tại sao lại như vậy. Thế là mình chuẩn bị có một trách nhiệm nữa rồi. Anh này khóc thì bởi vì anh hạnh phúc quá. Mình có được trách nhiệm nữa rồi. Khóc hai cái cảm xúc khác hoàn toàn. Thế hoàn toàn hai đứa ôm nhau cái là bệnh viện, người ta đi ngang qua đi ngang lại, ta nhìn người ta cứ tưởng là chuyện gì. Họ tưởng là đôi vợ chồng hiếm muộn. Trời vui quá ha, hai vợ chồng cùng khóc. Cùng khóc mà hai cái trạng thái khác nhau. Dạ đúng rồi. Nhưng mà là rồi sau khi sanh ra thì sao? Sau khi sanh con? Thời gian sanh con thì lúc đó chỉ có hai vợ chồng chăm em bé à. Bởi vì bà ngoại thì bị bệnh. Cái bà cũng không xuống được, mà bà nội bên này thì cũng vướng công việc, cũng không qua lại thường xuyên được. Thế là hai vợ chồng cũng chăm nhau như vậy, với chăm bé vậy đó. Thì anh này, anh sáng anh đi xuống xưởng để làm việc. Còn con thì ban ngày con ở nhà với em bé, thế con bị stress thời gian đó luôn. Stress vì chăm con hả? Đúng rồi ạ, bị gọi là bị trầm cảm sâu sinh luôn. Mà em có bị stress là bị vỡ kế hoạch không? Có chứ. Có. Bé này là nó mới mang thai cũng stress, mà chăm con cũng stress luôn. Cộng vô cái đó là nó mới đi chuyện trầm cảm. Nhưng mà anh muốn biết nè, vì lý do sao mà em lại không muốn có con? Ngoài cái trách nhiệm ra thì còn cái gì nữa? Tự do. Nói chung là mình thấy là hai vợ chồng vẫn yêu thương nhau, vẫn hạnh phúc với nhau, thì tại sao phải có một cái sợi dây ràng buộc lại làm gì? Đối với tư tưởng của em là như vậy. Hệ quả của xem phim TB. Đây là rất thích xem phim TB. Fan cuồng của TB. Mà anh này anh chịu đến nỗi là em mê là mê diễn viên Cổ Thiên Lạc. Cái tối nằm mơ không suy nghĩ gì hết, mà tối nằm mơ là được ăn bữa tối cùng với lại Cổ Thiên Lạc. Xong sáng dậy kể với ảnh kêu chứ vợ yên tâm đi, mai mốt chồng sẽ có tiền, chồng mời Cổ Thiên Lạc ăn cơm với vợ. Anh nói như vậy luôn. Chỉ là câu nói mình biết là sẽ không khó thành hiện thực lắm, nhưng mà mình cảm thấy hạnh phúc lắm. Đúng rồi. Bởi vì mình một người đàn ông mà người chồng mà có thể chiều yêu mình mà đến nỗi mà chấp nhận mình ăn cơm với một người đàn ông khác, thân mật kiểu vậy đó, ăn cơm một bữa cơm lãng mạn vậy đó. Anh vẫn chấp nhận, mình cảm thấy là lãng mạn gì thì cũng tay ba tiếp thôi chứ. ngày xưa mình đi ăn tay tư, giờ ăn tay ba chứ. Mà đi ăn là có ảnh đó. nhưng mà con cái lúc mà con biết vợ con bị trầm cảm sau sinh như vậy thì lúc đó con sao? Thì lúc đó là con cũng cố gắng con phụ, con đi làm về thì con vẫn phụ hết mình mà. Nhưng mà con biết không? Con biết là vợ con bị trầm cảm. Con biết chứ. Thì bình thường là chỉ đã hay cấu gắt, rồi bây giờ là chỉ cấu gắt bất cứ mọi lúc luôn. Nó kêu con bình thường thôi mà vẫn đã là cái giọng, thể hiện cái giọng rất là cấu gắt rồi. Nghĩa là mình thấy vợ mình rất căng thẳng rồi, cho nên mình cứ im mình làm thôi. Chứ tại vì mình cũng không chắc được, tại vì lúc đó sanh ra là hầu như cái thời điểm đó là tháng 4 năm 2020 á, là thời điểm bắt đầu chấm dịch á. Chấm dịch là mình bắt đầu phong tỏa đợt đầu tiên á, thành phố mình á, là từ lúc em bé sinh ra cho tới lúc thôi nôi á, là hầu như là không có bên nội hay bên ngoại cho phép được hết. Gần như khoảng thời gian đó là sáng là 6 giờ phải dậy đi làm, tối là 7-8 giờ mới về tới nhà, nhưng mà vẫn cố gắng để mà mỗi lần em bé dậy khóc nửa đêm là mình vẫn phải dậy để mà cho vợ ngủ. Tại vì mình nói thẳng ra là con rất là thương vợ, tại vì một mình vợ ở nhà với một đứa em bé mà hầu như nó có thể là khóc cả ngày luôn, mà nhiều khi cái tiếng khóc đó có thể gây rất là stress chứ cho người mẹ đó. Đó đúng rồi. Tại vì hầu như tụi con là đã chuẩn bị trong giai đoạn mà mang thai là đã đi học thai giáo, đã chuẩn bị tất cả tâm lý rồi, nhưng mà khi mà em bé nó ra cái tiếng khóc đó là mình không biết xử lý làm sao hết. Cũng không có người lớn, hầu như người lớn không có đưa ra lời khuyên nhủ gì hết, hai vợ chồng phải tự mò hết. Nhưng mà Khánh, cái lúc thời điểm đó Khánh có khi nào Khánh có những suy nghĩ tiêu cực không? Dạ có. Ví dụ trong cái tháng đầu tiên đó, khi mà em bé nó khóc, nó nằm bên cạnh con nó khóc. Cái con thì lúc đó còn đói bụng lắm mà không ai đưa cơm xuống, bởi vì mình ở cái lầu á, mình ở cái lầu trên. Má dặn là không được đi lên đi xuống cầu thang, chứ không là má muốn ảnh hưởng sức khỏe, cũng sợ. Lúc đó thì đói bụng lắm luôn mà không ai mang cơm cho mình hết, bây giờ mình không xuống cũng được, mà lên cũng được. Cái nhìn qua con bé nó có khóc miết nữa. Cái là kêu chứ thôi hai mẹ con ôm nhau nhảy lầu chết cho rồi. Đến như vậy luôn. Cái đó cái trầm cảm nó kinh khủng lắm, cái trầm cảm sau sinh đó. Đúng rồi, là tự cái suy nghĩ đó có hai lần. Chớm hai lần. Trời ơi con biết không, thực ra mà nói á, là những người trầm cảm sau sinh á, mà nhất là cái rơi vào trường hợp giống như Khánh á, là không bao giờ được để cho ở một mình với đứa nhỏ đó. Dạ. May mắn là không có chuyện gì xảy ra đó. Không được để một mình. Nhưng mà em cũng may mắn khi mà chồng em là dạ, khi là một người rất tâm lý và rất là thương vợ. Đúng rồi. Cho nên rất là chia sẻ với em. Anh định hỏi em câu là có khi nào em cảm thấy là em có một cảm giác là em chịu đựng vợ không? Nếu mà nói từ chịu đựng là hầu như không, tại vì em chỉ có từ là chịu vợ thôi chứ không có đựng mua chịu thương đựng vợ. Dạ. Thương vợ và đồng vợ muốn gì mình đều chịu hết. Ok. Tại vì con hiểu được cái dạ, tức là hiểu được vợ đó. Dạ. Có những ông chồng mà không hiểu được vợ là thế nào cũng đi đến những cái chuyện không hay. Dạ. Nhưng mà em không định là có đứa thứ hai nữa. Dạ đúng rồi, chứ có đứa thứ hai chắc là không. Mà có khi nào nó có cái tai nạn nghề nghiệp nữa không? Dạ, hôm bữa mà sinh em bé, bởi vì là sinh mổ. Em thuê bệnh viện đó rồi thuê bác sĩ riêng tới mổ luôn á. Thế là nói lúc mà mổ xong rồi đấy em bé ra, xong rồi em mới vọng lên em kêu bác sĩ ơi, triệt sản cho em luôn đi. Cái bác sĩ kêu chứ, em muốn tôi đi tù hả? Bởi vì lúc đó em mới 28 tuổi. Mà theo gọi là nhân đạo đó là không được, với lại theo luật của nhà nước mình hay sao đó là không được, cái đó không được. Đó đến như vậy luôn á. Là kêu là chỉ xác định một đứa thôi. Chứ kêu con nhưng đứa mà nữa không biết. Có thích có con nữa không? Nếu mà có được thì quá tốt chứ ạ. Nhưng mà tại vì nói chung mình chiều vợ mà, tại vì hầu như là cái chuyện sanh con là phụ nữ là người cực nhất. Đàn ông mình nói là cực cực vậy thôi chứ phải ra à.
tại vì cái chuyện mình mệt nó là mệt về cái xác thôi. Còn phụ nữ mà Khánh thấy Khánh mới sinh có một lần mà đã xảy ra cái vấn đề bị stress như vậy rồi, trầm cảm hết rồi thì mình cũng sợ có đứa thứ hai lắm. Dạ. Thì sợ tại vì suy nghĩ nó đã chớm ở trong đầu hai lần rồi thì mình đâu có, bản thân mình cũng không lường trước được là lỡ như có đứa nữa nó có chớm mình nữa hay không. Nói chung là tại vì á Khánh là cái người mà giống như là Khánh tự đặt vào một cái trách nhiệm quá lớn đối với mình trước khi mà có em bé. Tức là bạn này là bạn muốn enjoy cái cuộc sống của mình trước, bạn muốn tận hưởng hết những cái gì mà mình sanh ra và mình phải được hưởng. Thì khi mà bạn muốn cái điều đó thì bạn sẽ rất sợ một cái điều mà cản lại cái việc mà bạn muốn. Dạ, đúng thì rồi. Cái việc đó là việc có một đứa con, là bởi vì sao bạn này là người có trách nhiệm, có nghĩa là bạn nếu khi bạn có đứa con rồi thì bạn sẽ phải bỏ tất cả những cái kia để bạn lo cho cái đứa nhỏ. Dạ, tính của vợ con là một người gọi là sợ gánh trách nhiệm, tại vì nếu mà chị không có muốn gánh trách nhiệm nhiều, nhưng mà một khi chị gánh là chị phải làm cái việc đó rất là hoàn hảo. Thì đó thì bởi vì sợ gánh trách nhiệm, và bạn này là người cực kỳ có trách nhiệm, bởi vì quá có trách nhiệm cho nên rất sợ gánh cái trách nhiệm đó. Dạ. Là cô biết cái kiểu Khánh là cực, hơi cực đoan á. Dạ, đúng chính rồi. Vì vậy á, chính vì vậy mà rất dễ bị trầm cảm. Đó, nó là mong như vậy. Mọi chuyện đều hoàn hảo trong bản thân mình. Cho nên rằng thôi thì bây giờ vậy nè, tụi con đã có một đứa rồi, rất may mắn là đã vượt qua tất cả những cái giai đoạn mà khó khăn là u tối nhất trong cái tinh thần của mình rồi. Thì tất cả mọi thứ con cứ để tự nhiên, đến một lúc nào đó em nó 5-6 tuổi, nó lớn lên, lúc đó nó đáng yêu khủng khiếp luôn. Rồi đến khi đúng nó 9-10 tuổi, vì nó con gái mà, nó sẽ bên cạnh mẹ, nó sẽ ỷ ô với mẹ. Thì có thể cái này là mình cũng rất mong muốn điều đó thôi, là lúc cái tư tưởng của Khánh sẽ khác. Sẽ thay đổi, sẽ thay đổi, bởi vì cái đứa nhỏ nó ngộ lắm, nó hay lắm, nó đúng là thiên thần luôn á. Nó sẽ hóa giải được cái điều đó. Tới bây giờ là bản thân Khánh là Khánh thay đổi rất là nhiều rồi. Từ từ Khánh sẽ thay đổi. Ngày xưa nhìn mấy cảnh em bé này nọ là không có cảm xúc đâu, nhưng mà bây giờ là thuộc dạng như mấy cái hội bỉm sữa trên Facebook là người trả lời tích cực nhất luôn á. Thì Khánh là có học cái lớp easy cho em bé đó. Khánh là từ y dược nữa. Cái cốt là y dược nữa, là bất cứ câu hỏi nào trên cái fanpage đó là Khánh là người trả lời tích cực nhất. Con biết không, mai mốt á, bắt đầu nó 5-6 tuổi, nó bập bẹ, nó nói rồi con sẽ chết với nó. Đâu, 2 tuổi 3 tuổi, đang rồi không, chưa đâu. Bạn này cần cái open ra, nó phải nói được với con và con sẽ nói được với nó, có sự giao tiếp qua lại. Đúng rồi, lúc con sẽ mê chứ nó. Mà lúc mà mới sinh ra nó thấy nó nằm có một cục đó, đúng rồi, rồi. Đó mình, đúng rồi. Mình vẫn chưa thích. Tôi tại vì tôi già rồi tôi chăm không được, chứ nếu mà tôi lấy vợ sớm tôi đẻ cho bảy con. Dạ, thôi được, rồi. Anh hai đứa anh ngon rồi. Không phải. Mà tại vì già quá. Còn muốn đẻ nữa. Gái trước trai sau là anh 10 điểm rồi. Đúng rồi. Rồi nè, mai mốt nha, không, dĩ nhiên bây giờ là không có xúi đẻ nữa nha, không có khuyên nha, tùy tiền nha. Tùy hỷ nha. Tùy duyên nha. Nhưng mà tôi dám bảo đảm mai mốt bà này sẽ yêu cầu thêm thằng trai nữa. Rồi, bây giờ cá không? Đó. Tại vì nè, em để em nó lên 3-4 tuổi rồi, trời nhìn đã lắm em ơi. Cưng chết đi được, nó thèm đó. Lúc đó chảnh. Bây giờ qua cái kia đi. Rất là cưng rồi. Bây giờ qua tới cái phần này nè. Nó cần đại hội vạch mặt. Đó. Đó xấu. Đó, người ta gọi là xấu, đại hội vạch mặt. Đó. Đó. Đại vạch mặt. Để cưng qua khui trước đó. Ai trước nè. Thì để con đi, để con. Nói thẳng vào vấn đề luôn nha, không có đào trước đối sau nha. Thì vợ con nếu mà để mà kể gọi là kể tính tật xấu. Tật xấu hả? Cái tật xấu thì sợ hết thời lượng chương trình luôn á. Tật xấu điển hình. Đó, thì cực kỳ dễ, nói chung là tánh nóng. Phụ nữ mà tánh nóng như Trương Phi vậy. Thứ hai á là hay sai chồng lắm. Sai giật cách, sai chồng mà chạy ví dụ như có cái điện thoại là giật bất ly thân, mà đi ra đằng sau nấu ăn á là kêu chồng để điện thoại trước vậy đó, không cầm theo. Kêu chồng lên lấy điện thoại mang xuống. Xong nấu ăn xong á đi lên trên bàn làm việc ngồi á là kêu chồng cầm điện thoại từ dưới nhà bếp mang lên. Vậy nấu ăn chắc hay lắm đúng không? Nấu ăn nhiều món lắm đúng không? Số món mà nấu ăn ngon chắc đếm được có một bàn tay nè. Vậy ngon rồi. 5 món. 5 món là được rồi. Mà chiên xào luộc, hấp. Nấu cơm nữa xong rồi. Cơm bắt. Ăn vặt. Cơm nhà ít ăn lắm, ăn vặt nhiều lắm. Ăn đủ thứ trên đời hết, từ nói chung là hầu như cái món nào bán ngoài vỉa hè là ăn hết. Bánh tráng trộn là chắc chắn là phải có rồi đúng không? Cái đó nó là một cái thú vui mà gọi là thú vui cực kỳ thú tính của các bà phụ nữ. Thiệt luôn á. Cái đó là thực sự đó, cái đam mê đó nó không bằng cái quán này quán kia để lựa ra cái quán nào bán ngon nhất rồi ăn đúng mỗi quán đó. Ăn vặt là shipper hay sao? Shipper là chồng luôn á. Em phải đi mua hả? Phải đi mua hả? Đúng rồi, bình thường là ví dụ như ở nhà có đói bụng cả nào, nhưng mà đợi chồng đi làm về rồi mới sai chồng đi mua cơ. Tại sao nó mua, đúng không? Tại sao nó có nhiều những quán ăn vặt là như vậy đó, để đáp ứng nhu cầu mấy bà phụ nữ thôi. Chắc tôi phải mở quán ăn vặt quá hả? Thằng Hiệp nó mở ở đó, ăn vặt. Rồi còn gì nữa không nè? Nếu mà thôi không kể nữa đâu. Sao vậy? Nó stress nữa phải không? Không kể về sao vậy? Không sao đâu, không sao. Không, không có sao chừng á. Kể thêm tận nó thôi. Khui tận nó đi. Cô thêm tật nữa uống bia là vô đối. Bia dữ lắm mà. Bản thân con là đàn ông có uống bia mà con thua mà. Không, uống bia không phải tật xấu. Chỉ có uống bia xong xỉn vô đó. Sao uống bia không tật xấu chú Thuận? Uống bia xong con là người dọn mà sao không xấu? Uống bia xong là con hốt á. Vợ cái đi ngủ thôi con hốt mà. Dọn nhưng mà là hai vợ chồng là có cưa tao đó với nhau. Dạ có. Thường xuyên phải không? Bình thường luôn. Hai vợ chồng uống ấm, gọi là gì? Nó gọi là gì? Đúng. Ấm
đấu ẩm hay đối ẩm hai chồng đối ẩm có thể nói gọi là chi kỷ á. Vậy ngon vậy được rồi vậy đó vui lắm, hiếm hoi có cặp vợ chồng nào mà như vậy lắm. Chồng thích uống với bạn chồng, vợ thích uống với bạn vợ, còn hai chồng mà uống nhau là vậy là hay rồi, dễ thương cái đó. Cứ tuần hoặc là hai tuần là có gì buồn vui lôi nhau ra nhậu. Ồ được á, chắc ông Tuấn không chán chị lắm. Là bà đâu biết nhậu vậy chứ không, ảnh cũng không có nhậu, ảnh là ẩm trà gọi là gì, trà đạo, trà đạo thôi. Mà cô chớ hề biết uống một miếng trà luôn. Bởi ông cũng chán trường cô lắm nữa. Cái này là hai vợ chồng thường xuyên coi như là uống với nhau. Ừ, đúng thôi, được cái dễ thương. Nhưng mà chia ra hai trường phái nữa. Ví dụ như có hơi men vô á thì chồng im im không nói gì hết. Còn vợ thì lầy lầy vô đối luôn. Mà lầy vui lầy vui thôi. Thôi vậy đúng cũng được rồi. Rồi. Chứ hai đứa cùng lầy nó cũng mệt nữa. Thôi, vậy không có phải tật xấu đâu. Không ở bên đâu nhưng mà uống vậy nó vui. Ừ vậy đi. Chị nào bà kêu bà hàng xóm lại hai bà ngồi cứ đôi á. Cái đó mới là tật xấu. Vậy là coi như chị có nóng tính thì chấp nhận là tật xấu thôi. Nóng tính thôi. Nữ mà nóng tính như Trương Phi thật mệt lắm nghe. Với lại cái vật bất ly thân mà không cầm theo là mình phải nhiều khi có những cái lúc mà cái điện thoại nó với là đúng là vật bất ly thân mà có chuyện gì một cái là mình emergency liền, con hiểu không? Dạ. Tạo cái thói quen đó đi, lúc nào cũng cầm trên tay đi. Có người để sai vặt mà nó. Rồi giờ tới con đó. Tật xấu của ổng là gì? Tật xấu của ảnh là sao ta? Chỉ có nói chung là mọi thứ ảnh đối với mình đều tốt á. Có tật xấu là giống như là hay quên. Ảnh hay quên, ví dụ như là này cũng hay quên vậy. Dạ. Con cũng hay quên. Không, cái đó là mình cố tình mình sai thôi. Bởi vì mình biết có người đó nên là thú tính. Không phải người ta hay quên nha. Thú tính. Nên là ảnh là hay quên, ảnh ví dụ như cái đồ đó mình kêu là dặn nhớ mang theo nha. Rồi mà lát sau tới nữa cũng không mang theo. Rồi đi tới nửa đường cái là mới nhớ là à còn quên cái vật đó. Mà cái đó là rất là nhiều lần luôn rồi. Đó nên đó tật xấu. Cái thứ hai nữa là hay quên nè. Ảnh ngủ ngáy quá. Ngáy đâu phải tật xấu đâu, ngáy kiểm soát được. Là coi là lực bất tòng tâm thì đó. Lực sao mà kiểm soát được. Cái chuyện nó gần như là vô thức của mình. Đúng rồi, mình không có kiểm soát được. Nhưng mà cái đợt mà con ngáy mà chị khó chịu á, xong rồi chị lên trên mạng á, chị đưa cho mình đọc cái tin là chị cái gì án mạng xảy ra từ tiếng ngáy. Mình cũng thăm dọa. Vậy là tật xấu đó. Cái này là tật xấu đó. Đó, tật xấu. Hiếp người quá đáng. Thăm dọa người quá đáng. Rồi tiếp, ngáy không phải tật xấu, ngáy là nó là bệnh lý. Thì chỉ có nhiêu đó thôi chứ còn lại thì ảnh nói chung là đối với con là hoàn hảo. Vậy con có muốn ảnh thay đổi gì không? Thay đổi cái chỉ hay quên á, cái tính hay quên á. Vậy là đi mua thuốc bổ não nghe chưa? Mà không phải cũng nói vậy thì không thấy chắc được ảnh bởi vì ảnh rất là nhiều công việc. Dạ quán xuyến xưởng rồi công ty rồi các kiểu ảnh cũng rất là nhiều công việc. Thông cảm. Dạ. Vậy là con phải ấy, muốn cho ảnh hay quên á, bây giờ bớt cái thú tính hành hạ đi, bớt sai giặt chồng bớt đi. Lại. Đó, để cho chồng renew cái não chồng cho nó tươi xanh chút xíu. Má của Khánh á, là má vợ con á, cũng cái tính đó thôi à. Sai ba vợ con tùm lum hết nè. Từ nhỏ. Đây là một căn bệnh di truyền học từ mẹ truyền qua con. Chồng con sai, chồng má sai. Dạ đúng rồi, dạ có. Nhưng mà tính con thì mạnh mẽ. Dạ. Tính của Khánh có mạnh mẽ không? Dạ không, ảnh thì nói chung nhìn ảnh bự to con vậy thôi chứ yếu mềm lắm. Nói chung là ví dụ như mà khi mà vợ giận quá hoặc là gây sự với vợ gây cấn lắm cho ảnh rưng rưng. Khóc hả? Đúng hai rồi. Anh em bắt tay nhau đi. Hai anh em bắt tay nhau đi. Thật quan cách năm con nhưng đây. Hay khóc lắm, người đàn ông rất là dễ rơi nước mắt, nhạy cảm, chạnh lòng chút xíu này đã chứng kiến rồi. 8 năm nay các cặp vợ chồng son mà những hoàn cảnh nào ấy là khóc nước mắt, đó cứ vậy nuốt ngược vô. Tại vì người ta tình sĩ cảm, sĩ diện á mà nuốt ngược vô. Tình cảm quá. Tình thì cảm chị nói em, hai anh em bắt tay nhau được rồi. Dạ, anh mong manh lắm. Anh có những cái đồng cảm với Khánh, với Kim, dạ. Nhiều trong cái đời sống hôn nhân của em với Khánh, thật sự là. Với lại hai vợ chồng là cũng đồng cảm đấy. Hai vợ chồng con là cũng có giao kèo mà, nói chung là giận cái nào giận. Nhưng mà chỉ trong ngày thôi, trước khi đi ngủ là phải làm hòa. Mới tại vì chiếc giường chỉ có một thôi, nhà không có cái giường thứ hai. Mà cũng không có, con cũng không thích ngủ dưới đất nữa, cho nên là giao kèo trước luôn, là giận thì giận, nhưng mà trước khi ngủ là phải xong. Đối tác có thực hiện hồi đó đúng không? Con lại quên giao kèo là lỗi ai người đó nhận chứ cuối cùng con nhận hết rồi. Con nhận hết luôn. Đúng sai con cũng nhận. Rồi vậy bây giờ con mong muốn vợ con thay đổi điều gì? Cứ vẫn là cô ấy thôi, tại vì trước đây mình yêu cô ấy vì lý do gì thì bây giờ mình cũng yêu cô ấy vì lý do. Không cần phải thay đổi vậy. Không mong muốn nóng tính đúng không? Dạ. Coi chừng hối không kịp nha, con có mong muốn đây là cơ hội đó tính. Không cái mình nóng tính, ví dụ như là nóng tính là trong cái vấn đề gia đình á thì mình thấy nó vẫn ổn mà, tại vì cô ấy vẫn có cái chính kiến riêng của mình. Cô ấy nóng tính là thì mình nói thôi chắc là mình sai về cái điều đó, cô ấy nóng thôi. Chứ giờ con hỏi bản thân con hiền quá rồi mà không có người, ví dụ như vợ con nóng tính, ví dụ như lỡ có ai làm thiếu nợ mình, con thiếu nợ con kêu vợ con đi đòi nợ thì phải nóng tính lên chứ. Rồi con nghĩ là hai vợ chồng đều không muốn sự thay đổi gì cả. Con vậy đâu muốn Kim thay đổi điều gì hả? Chỉ mong muốn chồng bớt quên thôi. Bớt quên cái bớt quên đó là con cứ mua thuốc bổ não về không sao hết. Như vậy là ok vậy được thôi, hai vợ chồng này thực sự coi như là qua cơn bỉ cực, qua cơn bỉ cực hết rồi. Bây giờ nói chung về tinh thần tụi con bây giờ đang trong cái giai đoạn gọi là sảng khoái rồi, bắt đầu mở ra, bắt đầu tất cả những cái mà năng lượng xấu bắt đầu nó bay đi hết để mà nó sắp sửa nó re-up cái năng lượng mới vô cho con. Thì cô hy vọng là em bé càng lớn càng đáng yêu. Em bé càng lớn càng đeo mẹ. Con đừng có tư tưởng là dành tình cảm của nó với mẹ nghe. Con phải vung vô. Nhớ nha, tức là vậy nè.
mặc dù con yêu con khủng khiếp nha, con thương nó khủng khiếp, nhưng cô khuyên con nè, con bằng mọi cách con phải dung dáng nó vô, nó phải bám mẹ nó, con hiểu chưa? Nó phải bám mẹ nó không rời mẹ nó ra, và mẹ nó là thần tượng của nó, thì con sẽ có đứa con trai thứ nhì đó. Hay là hay không? Con hiểu chưa? Dạ, đó. Đó, kinh nghiệm đó nghe, dữ lắm đó nghe. Rồi xin cảm ơn em nha, một cái nụ cười của em rất đẹp và anh khuyên em nên thường xuyên tăng cường những cái nụ cười của mình, không được rơi vào những cái trạng thái u ukhông được rơi vào những trạng thái mà chỉ có một mình giải tỏa mà bị stress, rất dễ bị stress trong cái thời điểm này nha. Rồi chúc cho hai em sẽ luôn luôn hạnh phúc ha, hiểu nhau ha, và mau có một cái sự suy nghĩ là nên có em trai nha. Rồi xin cảm ơn em. Cảm ơn hai đứa nha.